Hello anh em, thì ở cái video này thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một con máy nha anh em nhé. Con máy thì ở đây em có một con máy là con máy Daiwa Kix Custom. Đấy, Daiwa Kix Karia Custom này, Daiwa Kix Karia 3500 PE Karia Custom. Thì tổng thể thì con này nó có xước nha anh em nhé, đoạn thân thể ngoại hình tổng 90%. Thì con máy này do Nhật sản xuất, Made in Japan này. Hoạt động thì hoàn hảo 100%, cam kết zin nguyên bản, chưa buộc bổ máy. Đấy. Anh em mua thì được nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Đây, đi về tổng thể này, thì ở cái phần đít này, đấy, nó có chai răm như thế này này. Đây nhá, bên này một phần ở đây nữa này. Đó, ở bên này. Đấy. Chỉ bị ở những cái chỗ đấy thôi anh em nhé. Nòng cối các thứ còn đẹp nguyên. Cốt thì là cốt trợ lực. Dòng kích này thì anh em về chủ yếu này thì dành để đánh nục, đánh chim cha, chủ yếu là vẫn là đánh nóc rừng. Đấy, cốt trợ lực có thêm một vòng bi đây nha anh em nhé. Máy móc còn mới. Nó tổng thể con này còn rất là đẹp, đạt 90%. Những cái chỗ xước thì em cũng đã công bố rồi. Tay quay là cái xương tâm nhé anh em nhé. Đấy, anh em cần thì có thể inbox Zalo trực tiếp cho em để hình ảnh. Đó. Thì báo giá công khai luôn cho anh em con máy này có giá là 3.800.000 cộng ship nha anh em nhé. 3.8 cộng ship. 3.8. Anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282 hoặc comment mà cái số điện thoại ở bên dưới bình luận ấy thì em sẽ alo lại cho anh em. Đấy, cái tay quay của nó rất là nực nha anh em nhé.